Vị Lâm Thần Lam Tỳ Ni đáp rằng: Thiện nam tử, trước kia ta phát nguyện, nguyện khi tất cả Bồ Tát thị hiện thọ sanh thì ta đều được gần gũi, nguyện vào biển vô lượng thọ sanh của Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Tỳ Lô Giá Na dịch là biến nhất thiết xứ, khắp tất cả mọi nơi, tức cũng là thanh tịnh pháp thân. Trước khi thụ trai, chúng ta thường đọc bài cúng dường là: Cúng dường thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật, viên mãn báo thân Lô Xá Na Phật, thiên bách ước hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Pháp thân của Phật chẳng có chỗ nào mà chẳng có, nghĩa là chỗ nào cũng có. Pháp thân của Phật như hư không đầy khắp tất cả mọi nơi. Vị Lâm Thần Lam Tỳ Ni nói: Ta nhờ nguyện lực phát ra xưa kia nên sinh vào thế giới Diêm Phù Đề trong vườn Lâm Tỳ Ni. Ta truyền nhớ lúc nào Bồ Tát sẽ thọ sanh xuống nhân gian này. Trải qua 100 năm sau, quả nhiên Đức Thế Tôn từ cõi trời đâu xuất hạ sinh xuống đây. Bấy giờ trong vườn này hiện ra 10 thứ tướng. Những gì là 10 thứ tướng? Một là trong vườn này mặt đất hốt nhiên bằng phẳng, hầm hố, lồi lõm đều không còn nữa. Hai là đất bằng kim cang, các báu trang nghiêm, không có ngói, sỏi, gai gốc. Ba là cây bảo đa la thẳng hàng khắp nơi, rễ cây này rất sâu đến thủy tế. Bốn là sinh ra các cây hương thơm, hiện các hương tạng, hương báu làm cây, tàng cây rậm rạp, tỏa ra các hương thơm, hơn hương thơm cõi trời. Năm là tràng hoa đẹp, đồ báu trang nghiêm thẳng hàng đầy khắp mọi nơi. Sáu là hết thảy, tất cả các cây trong vườn đều tự nhiên nở hoa báu mani. Bảy là trong các ao hồ đều tự nhiên sinh ra hoa, từ dưới đất vọt lên đầy khắp mặt nước. Tám là bấy giờ trong vườn này, ở thế giới Ta Bà có dục giới chư thiên long, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, tất cả các vua đều vân tập đến đứng chắp tay. Chín là trong thế giới này hết thảy thiên nữ cho đến Ma Hầu La Già nữ đều sinh hoan hỷ, ai nấy đều cầm các đồ cúng dường, cung kính đứng hướng về cây vô ưu. Mười là nơi rốn của tất cả chư Phật mười phương đều phóng quang minh, tên là Bồ Tát Thọ Sinh Tự Tại Đăng chiếu khắp vườn này. Trong mỗi mỗi quang minh đều hiện ra hết thảy thần biến của chư Phật thọ sanh, đàn sanh và công đức của tất cả Bồ Tát thọ sanh. Lại vang ra đủ thứ lời nói của chư Phật: Trên đây là 10 tướng điềm lành trong vườn Lâm Tỳ Ni. Khi tướng này hiện thì chư thiên vương vân vân liền biết sẽ có Bồ Tát hạ sanh. Ta thấy điềm lành này hoan hỷ vô lượng. Truyền tâm nghĩ nhớ như vậy, trải qua 100 năm sau, quả nhiên Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni từ cõi trời đâu xuất hạ sinh xuống trong vườn Lâm Tỳ Ni. Lúc đó trong vườn này hiện ra 10 thứ tướng điềm lành. Những gì là 10 thứ tướng điềm lành? Một là trong vườn này mặt đất hốt nhiên bằng phẳng, hầm hố lồi lõm đều không còn nữa. Hai là đất trong vườn đều bằng kim cang, các báu trang nghiêm, không có ngói sỏi gai góc. Ba là cây bảo đa la, cây rất cao thẳng hàng khắp nơi, rễ cây này rất sâu đến thủy tế. Bốn là sinh ra rất nhiều cây hương thơm, hiện ra rất nhiều hương tạng, hương báu làm cây, tàng cây sum suê rậm rạp, tỏa ra các hương thơm, hơn hương thơm cõi trời. Năm là tất cả tràng hoa đẹp, tất cả đồ báu trang nghiêm, thẳng hàng đầy khắp mọi nơi. Sáu là hết thảy, tất cả các cây trong vườn đều tự nhiên nở hoa báu mani. Bảy là trong các ao hồ đều tự nhiên sinh ra hoa sen báu, từ dưới đất vọt lên đầy khắp mặt nước. Tám là lúc bấy giờ trong vườn này ở thế giới Ta Bà, cõi dục giới chư thiên long, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, tất cả các vua đều vân tập đến trong vườn này đứng chắp tay. Chín là trong thế giới Ta Bà này, hết thảy các thiên nữ cho đến Ma Hầu La Già nữ đều sinh tâm hoan hỷ, ai nấy đều cầm các đồ trang nghiêm cúng dường Phật, cung kính đứng hướng về phía cây vô ưu. Mười là nơi rốn của tất cả chư Phật mười phương đều phóng quang minh, tên là Bồ Tát Thọ Sinh Tự Tại Đăng. Quang minh đó chiếu khắp khu vườn Lâm Tỳ Ni này. Trong mỗi quang minh đó đều hiện ra hết thảy thần biến của chư Phật thọ sanh và đàn sanh, cùng với công đức của tất cả Bồ Tát thọ sanh. Lại vang ra đủ thứ lời nói của chư Phật: Trên đây là 10 tướng điềm lành trong vườn Lâm Tỳ Ni. Khi tướng này hiện thì chư thiên vương vân vân liền biết sẽ có Bồ Tát hạ sanh thành Phật. Vị Lâm Thần nói: Ta thấy điểm lành này rồi, rất hoan hỷ vô cùng. Thiện nam tử, khi bà Ma Gia phu nhân ra khỏi thành Ca Tỳ La, đi vào khu vườn này, lại hiện ra 10 điểm tướng quang minh khiến cho các chúng sinh đắc được pháp quang minh. Những gì là 10? Đó là quang minh tất cả bảo hoa tạng, quang minh bảo hương tạng, quang minh bảo liên hoa khai diễn xuất diệu âm thanh chân thật,
Quang minh thập phương Bồ Tát ban đầu phát tâm, quang minh tất cả Bồ Tát được vào các địa hiện thần biến, quang minh tất cả Bồ Tát tu ba la mật viên mãn trí, quang minh tất cả Bồ Tát đại nguyện trí, quang minh tất cả Bồ Tát giáo hóa chúng sinh phương tiện trí, quang minh tất cả Bồ Tát chứng nơi pháp giới chân thật trí, quang minh tất cả Bồ Tát đắc được Phật tự tại thọ sinh xuất gia thành chánh giác. Mười quang minh này chiếu khắp tâm vô lượng các chúng sinh. Thiện nam tử, khi bà Ma Gia phu nhân ra khỏi thành Ca Tỳ La, đi vào vườn Lâm Tỳ Ni này, lại hiện ra 10 điểm tướng quang minh, khiến cho các chúng sinh đắc được pháp quang minh chiếu khắp. Những gì là 10 điểm tướng quang minh? Đó là: một điểm tướng quang minh tất cả bảo hoa tạng, 2 điểm tướng quang minh bảo hương tạng, 3 điểm tướng quang minh bảo liên hoa khai diễn xuất diệu âm thanh chân thật, 4 điểm tướng quang minh thập phương Bồ Tát ban đầu phát tâm, 5 điểm tướng quang minh tất cả Bồ Tát được vào các địa hiện thần biến, 6 điểm tướng quang minh tất cả Bồ Tát tu ba la mật viên mãn trí, 7 điểm tướng quang minh tất cả Bồ Tát đại nguyện trí, 8 điểm tướng quang minh tất cả Bồ Tát giáo hóa chúng sinh phương tiện trí, 9 điểm tướng quang minh tất cả Bồ Tát chứng nơi pháp giới chân thật trí, 10 điểm tướng quang minh tất cả Bồ Tát đắc được Phật tự tại thọ sinh xuất gia thành chánh giác. 10 quang minh này chiếu khắp tâm vô lượng các chúng sinh đắc được đại lợi ích. Có người hỏi: thế nào là ngũ nhãn? Hòa thượng đáp: ngũ nhãn tức là Phật nhãn, Huệ nhãn, Pháp nhãn, Nhục nhãn, Thiền nhãn. Có bài kệ rằng: Thiền nhãn thông phi ngại, Nhục nhãn ngại phi thông, Pháp nhãn duy quán tục, Huệ nhãn liễu chân không, Phật nhãn như thiên nhật, chiếu dị thể hoàn đồng, viên minh pháp giới nội, vô xứ bất hàm dung. Giải thích sơ lược bài kệ này như sau: thiên nhãn thông phi ngại. Nếu người nào đắc được thiên nhãn thông thì thấy được tất cả mọi vật không có sự chướng ngại, dưới có thể nhìn thấy được vô gián địa ngục, chúng sinh đang ở trong đó thọ khổ không gián đoạn, trên có thể nhìn thấy chư thiên ở cõi trời tam thập tam đang ở đó ngồi hoặc đi hoặc nói hoặc cười hoặc tu thiền định hoặc đang nhìn biểu diễn, thấy rất rõ ràng giống như xem truyền hình vậy. Màn này qua rồi màn khác lại hiện ra, cảnh giới xa ngoài ngàn vạn dặm giống như xuất hiện ở trước mắt. Người đắc được thiên nhãn thông chẳng những thấy được cảnh giới trên trời mà trong hư không có những tình hình gì đều nhìn thấy được rất rõ ràng. Cho nên nói thiên nhãn thông phi ngại, nhục nhãn ngại phi thông. Nhục nhãn không nhìn thấy được vật bị chướng ngại, tức là nhìn thấy vật có hình có tướng, nhưng hai con mắt thịt này chẳng phải cặp mắt thịt của chúng ta mà con mắt khác. Chuyên môn nhìn vật có hình chất có chướng ngại, người cũng nhìn thấy, quỷ cũng nhìn thấy, thần cũng nhìn thấy, Phật cũng nhìn thấy. Cho nên nói nhục nhãn ngại phi thông. Pháp nhãn duy quán tục, người có pháp nhãn thông, lúc tụng kinh không cần quyển kinh, họ niệm vô tự chân kinh, tận hư không khắp pháp giới, ở đâu cũng có tam tạng 12 bộ, dù ở trong một hạt bụi cũng có tam tạng 12 bộ. Chúng ta chỉ biết niệm kinh trên giấy có chữ mà chẳng biết trong hư không có pháp tạng chân chánh. Tại sao? Vì chưa khai mở pháp nhãn. Pháp nhãn là quán tục đế, hay quán mười phương chư Phật đang ở đó thuyết pháp vẫn chưa ngừng, do đó pháp hội Linh Sơn vẫn còn chưa tan. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vẫn đang ở tại Linh Sơn nói kinh diệu pháp Liên Hoa cho đến hiện tại vẫn còn chưa tan. Huệ nhãn liễu chân không, người đắc được trí huệ nhãn thấu rõ được đạo lý thật tướng chân không, thấu rõ, do đó thấu triệt nguồn gốc của pháp. Không có nơi nào mà chẳng thấu rõ, tam tạng 12 bộ kinh thấu hiểu thông đạt hết. Tóm lại, chẳng gì mà không biết, chẳng gì mà không hiểu. Trong chân không có gì, họ có thể nhìn một cái thì biết rõ, lại có thể thấy được mọi sự vật vị lai. Phật nhãn như thiên nhật, Phật nhãn sáng giống như ngàn mặt trời, chiếu sáng khắp 3.000 đại thiên thế giới, thậm chí cõi Phật nhiều như số hạt bụi, đều biết, đều thấy hết. Sở chiếu vạn sự vạn vật, tuy khác nhau nhưng bản thể là một. Phật nhãn quán thấy hết tất cả, bất cứ là chân đế và tục đế, có hình và vô hình. Tận hư không khắp pháp giới, không có gì mà không bao dung, nhìn thấy rất rõ ràng. Ngũ nhãn phân là ngũ nhãn của Phật, ngũ nhãn của Bồ Tát, ngũ nhãn của A-la-hán, ngũ nhãn của phàm phu, ngũ nhãn của đồng chân. Ngũ nhãn của phàm phu là ngũ nhãn báo đắc thông. Người này kiếp trước tu pháp môn đại bi 42 thủ nhãn do gieo trồng nhân này, nên đời này tuy chưa chứng quả nhưng ở địa vị phàm phu được báo đắc thông. Ngũ nhãn của đồng chân tức là từ lúc còn đồng nam đồng nữ bắt đầu tu đạo, một lòng một dạ tu hành, chẳng có dục niệm, chẳng có vọng tưởng,
do sự tu đạo đến lúc chín mùi thì sẽ hết đắc được ngũ nhãn thanh tịnh. Đồng chân tu đạo sẽ khai mở ngũ nhãn nhất. Người khai mở ngũ nhãn thấy cảnh giới hoàn toàn khác nhau. Có người nhìn thấy cảnh giới rất thanh tịnh, có đại trí huệ mà minh bạch tất cả cảnh giới. Do đó có câu thấy việc tình việc vượt thế gian. Có người thấy cảnh giới không minh bạch lắm, còn phải nghiên cứu suy ngẫm rồi mới minh bạch được, cho nên nói ngũ nhãn cũng không giống nhau. Có người nói tôi không tin có ngũ nhãn. Vì bạn không tin cho nên bạn mới không có. Nếu bạn tin, nỗ lực tu hành từng chút thì sẽ có. Đây là bạn không nhận thức được thứ trí huệ đối với thánh giáo. Do đó có câu thiểu kiến đa quái, nghĩa là ít thấy nhiều việc lạ. Mình chẳng có cảnh giới này cũng không tin người khác có cảnh giới này. Bất quá người có ngũ nhãn có sử dụng không sử dụng. Người sử dụng thì hay thu hay phóng, nhậm vận tự tại. Người không sử dụng thì thấy cảnh giới gì cũng chẳng biết là gì. Điểm này chẳng phải việc dễ dàng. Các vị chú ý, khi nghe đến cảnh giới khi khai mở ngũ nhãn thật là diệu không thể tả, bèn sinh khởi tâm tham. Tôi muốn khai mở ngũ nhãn, tôi muốn khai mở ngũ nhãn. Thì khai mở ngũ nhãn, vậy bạn có ăn cơm không? Có mặc y phục không? Vẫn phải ăn cơm, vẫn phải mặc y phục, cả hai đâu khác gì. Do bạn tham mà khai mở ngũ nhãn thì chẳng lợi ích bao nhiêu. Người tu hành không có tâm tham, tu hành thì tu hành, không có xí đồ gì khác. Đến thời thì tự nhiên sẽ thành tựu. Nếu có tư tưởng, tôi mau khai mở ngũ nhãn, tôi mau chứng quả, thì dù khai ngộ, dù chứng quả, như vậy có ích gì? Tu hành so với chuyện ăn cơm chẳng màng như thế nào, tôi vẫn thường tu hành, thường ăn cơm. Bụng no thì ngừng, không có nhiều tâm tham, tham mà không biết chán, ngược lại sẽ có hại. Tu hành chỉ cần tinh tấn tiến về trước, đừng lùi về sau, chẳng màng khai ngộ hay không khai ngộ. Vẫn phải dứt tuyệt vọng tưởng, đừng để nhiễu loạn định lực. Nếu trong đầu vẫn còn vọng tưởng chữ khai ngộ thì đáng lý khai ngộ cũng bị chướng ngại vì có niệm thứ hai ngăn lại. Nếu hay hành xả vô sự, niệm thứ hai tự nhiên sẽ tiêu mất, thì đó mới thật là khai ngộ. Thiện nam tử, khi bà Ma Gia phu nhân ngồi dưới cây vô ưu, lại hiện ra 10 thứ thần biến lúc Bồ Tát sắp đản sanh. Những gì là 10? Thiện nam tử, khi bà Ma Gia phu nhân ngồi dưới cây vô ưu, lại hiện ra 10 thứ cảnh giới thần thông biến hóa lúc Bồ Tát sắp đản sanh. Những gì là 10 thứ thần biến? Ở dưới đây sẽ nói rõ. Thiện nam tử, khi Bồ Tát sắp đản sanh, thì chư thiên cõi dục giới, thiên tử, thiên nữ, cùng với tất cả chư thiên cõi sắc giới, chư long, dạ xoa, càn thát bà, Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già với quyến thuộc của họ, vì cúng dường Đức Phật, nên đều vân tập đến. Ma Gia phụ nhân oai đức thù thắng, các lỗ chân lông trên thân đều phóng quang minh, chiếu khắp 3.000 đại thiên thế giới, không có sự chướng ngại. Tất cả quang minh khác đều không hiện, trừ diệt được phiền não và khổ đường ác của tất cả chúng sinh. Đây là thần biến thứ nhất lúc Bồ Tát sắp đản sanh. Thiện nam tử, khi Bồ Tát Phật Thích Ca Mâu Ni sắp đản sanh, thì chư thiên cõi dục giới, thiên tử, thiên nữ, cùng với tất cả chư thiên cõi sắc giới, trừ lòng, dạ xoa, càn thát bà, Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già với quyến thuộc của họ, vì cúng dường Đức Phật nên đều vân tập đến trong vườn Lâm Tỷ Ni. Lúc đó bà Ma Gia phu nhân oai đức đặc biệt thù thắng, tất cả các lỗ chân lông trên thân đều phóng đại quang minh, chiếu khắp 3.000 đại thiên thế giới, không có sự chướng ngại. Tất cả quang minh khác đều bị che khuất, không thể hiển hiện. Quang minh đó trừ diệt được phiền não và thống khổ đường ác của tất cả chúng sinh. Đây là thần biến thứ nhất lúc Bồ Tát sắp đản sanh. Lại nữa, thiện nam tử, lúc bấy giờ trong bụng Ma Gia phu nhân đều hiện ra tất cả hình ảnh 3.000 thế giới. Trong trầm ước diêm phù đề đều có thành ấp vườn rừng danh hiệu khác nhau, đều có Ma Gia phu nhân ở trong đó. Thiên chúng vây quanh đều hiển hiện tướng thần biến không thể nghĩ bàn Bồ Tát sắp sanh. Đây là thần biến thứ hai lúc Bồ Tát sắp đản sanh. Lại nữa, thiện nam tử, lúc đó trong bụng bà Ma Gia phu nhân đều hiện ra tất cả hình ảnh 3.000 đại thiên thế giới. Trong trầm ước diêm phù đề đều có thành ấp vườn rừng danh hiệu khác nhau, đều có Ma Gia phu nhân ở trong đó, có rất nhiều chư thiên chúng vây quanh, đều hiển hiện tướng thần biến không thể nghĩ bàn Bồ Tát sắp sanh. Đây là thần biến thứ hai lúc Bồ Tát sắp đản sanh. Lại nữa, thiện nam tử, tất cả lỗ chân lông của Ma Gia phu nhân đều hiện ra thuở xưa lúc Như Lai tu hành Bồ Tát đạo, cung kính cúng dường tất cả chư Phật và nghe âm thanh chư Phật thuyết pháp. Ví như tấm gương sáng và nước trong có thể hiện ra các hình bóng mặt trời, mặt trăng, sao, mây, sấm sét trong hư không. Các lỗ chân lông trên thân của Ma Gia phu nhân cũng lại như thế, có thể hiện ra nhân duyên thuở xưa của Như Lai, đó là thần biến thứ ba lúc Bồ Tát sắp đản sanh.
Lại nữa, thiện nam tử, tất cả lỗ chân lông trên thân của Ma Gia phu nhân đều hiện ra thuở xưa lúc Phật tu hành Bồ Tát đạo, cung kính cúng dường tất cả chư Phật mười phương ba đời và nghe âm thanh của tất cả chư Phật thuyết pháp, ví như tấm gương sáng và nước trong có thể hiện ra các hình bóng mặt trời, mặt trăng, sao, mây, sấm sét trong hư không. Các lỗ chân lông trên thân của bà Ma Gia phu nhân cũng lại như thế, có thể hiện ra nhân duyên thuở xưa của Phật, đó là thần biến thứ ba lúc Bồ Tát sắp đản sanh. Lại nữa, thiện nam tử, các lỗ chân lông trên thân của Ma Gia phu nhân, trong mỗi lỗ chân lông đều hiện ra thuở xưa lúc Như Lai tu Bồ Tát hạnh, ở thế giới thành ấp xóm làng, núi rừng, sông biển, chúng sinh kiếp số gặp Phật ra đời vào cõi nước thanh tịnh, tùy chỗ thọ sanh, thọ mạng dài ngắn, nương thiện tri thức tu hành pháp lành, nơi tất cả cõi, tại nơi sinh ra, Ma Gia phu nhân thường làm mẹ của Bồ Tát, tất cả như vậy. Ở trong lỗ chân lông thầy đều hiện ra, đó là thần biến thứ tư lúc Bồ Tát sắp đản sanh. Lại nữa, thiện nam tử, các lỗ chân lông trên thân của bà Ma Gia phu nhân, trong mỗi lỗ chân lông đều hiện ra thuở xưa lúc Phật tu Bồ Tát hạnh, ở thế giới thành ấp xóm làng, núi rừng, sông biển, chúng sinh kiếp số gặp Phật ra đời vào cõi nước thanh tịnh, tùy chỗ thọ sanh, thọ mạng dài ngắn, đường thiện tri thức, tu hành tất cả pháp lành, trong tất cả cõi, tại nơi sinh ra, bà Ma Gia phu nhân thường làm mẹ của Bồ Tát, tất cả cảnh giới như vậy thảy đều hiện ra ở trong mỗi lỗ chân lông, đó là thần biến thứ tư lúc Bồ Tát sắp đản sanh. Lại nữa, thiện nam tử, trong mỗi lỗ chân lông của Ma Gia phu nhân đều hiển hiện ra thuở xưa lúc Như Lai tu hành Bồ Tát hạnh, tùy chỗ sinh ra, sắc tướng thân hình, y phục ăn uống, khổ vui các việc thảy đều khắp hiện phân minh rõ ràng, đó là thần biến thứ năm lúc Bồ Tát sắp đản sanh. Lại nữa, thiện nam tử, ở trong mỗi lỗ chân lông trên thân của bà Ma Gia phu nhân đều hiển hiện ra thuở xưa lúc Phật tu hành Bồ Tát hạnh, tùy chỗ sinh ra, sắc tướng thân hình của ngài, y phục ăn uống, khổ vui các việc thảy đều khắp hiện phần mình rõ ràng, đó là thần biến thứ năm lúc Bồ Tát sắp đản sanh. Lại nữa, thiện nam tử, trong mỗi chân lông của Ma Gia phu nhân đều hiện ra thuở xưa lúc Như Lai tu hạnh bố thí giả được việc khó giả, đầu mắt, tai mũi, môi, lưỡi, răng, thân thể, tay chân, máu thịt, gân cốt, nam nữ, thê thiếp, thành ấp cung điện, y phục, chuỗi ngọc, vàng bạc, bảo bối, tất cả các vật trong ngoài như vậy, cũng thấy người thọ nhận thân hình, âm thanh và xứ sở của họ, đó là thần biến thứ sáu lúc Bồ Tát sắp đản sanh. Lại nữa, thiện nam tử, trong mỗi lỗ chân lông trên thân của bà Ma Gia phu nhân đều hiện ra thuở xưa lúc Phật tu hạnh bố thí giả được việc khó giả, nội tài và ngoại tài. Nội tài là đầu mắt, tai mũi, môi, lưỡi, răng, thân thể, tay chân, máu thịt, gân cốt. Ngoại tài là nam nữ, thế thiếp, thành ấp cung điện, y phục, chuỗi ngọc, vàng bạc, bảo bối, tất cả các vật trong ngoài như vậy, thầy đều bố thí cho người cần, chẳng có gì mà xả bỏ chẳng được, tâm không tham sẻn, cũng không có xí đồ. Đó mới là tinh thần của Bồ Tát xả mình vì người. Cũng thấy người thọ nhận thân hình, âm thanh và xứ sở của họ, đó là thần biến thứ sáu lúc Bồ Tát sắp đản sanh. Lại nữa, thiện nam tử, khi bà Ma Gia phu nhân đi vào vườn đó, thì vườn đó khắp hiện hết thảy tất cả chư Phật lúc nhập thai mẹ, đất nước, vườn rừng, y phục, tràng hoa, hương thoa, hương bột, phan lụa, tràng lọng, việc tất cả báu trang nghiêm, âm nhạc, ca ngâm, âm thanh thượng diệu, khiến cho các chúng sinh khắp được thấy nghe, đó là thần biến thứ bảy lúc Bồ Tát sắp đản sanh. Lại nữa, thiện nam tử, khi bà Ma Gia phu nhân đi vào vườn Lâm Tỳ Ni, thì vườn đó khắp hiện ra cảnh giới hết thảy tất cả chư Phật lúc nhập thai mẹ, đất nước, vườn rừng, y phục, tràng hoa, hương thoa, hương bột, phan lụa, tràng lọng, việc tất cả báu trang nghiêm, âm nhạc, ca ngâm, âm thanh thượng diệu, khiến cho tất cả chúng sinh khắp được thấy nghe, đó là thần biến thứ bảy lúc Bồ Tát sắp đản sanh. Lại nữa, thiện nam tử, khi bà Ma Gia phu nhân đi vào vườn đó, thì từ trong thân hiện ra Bồ Tát trụ ở cung điện Lầu Cát Mani Bảo Vương, hơn hẳn tất cả cõi trời rồng, dạ xoa, cản thát bà, Atula, Kalola, Khẩn Na La, Mà Hầu La Già và chỗ ở của vua, lưới báu che phía trên, hương thơm tỏa khắp, các báu trang nghiêm trong ngoài thanh tịnh đều khác biệt, không tạp loạn nhau, đầy khắp chung quanh vườn Lâm Tỳ Ni, đó là thần biến thứ 8 lúc Bồ Tát sắp đản sanh. Lại nữa, thiện nam tử, khi bà Ma Gia phu nhân đi vào vườn Lâm Tỳ Ni, thì từ trong thân hiện ra Bồ Tát trụ ở cung điện Lầu Cát Mani Bảo Vương, hơn hẳn cung điện của tất cả cõi trời rồng, dạ xoa, càn thát bà, Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già và chỗ ở của vua, có lưới báu che phía trên, hương thơm tỏa khắp, lại có tất cả các báu trang nghiêm trong ngoài đều thanh tịnh, đều khác biệt,
không tạp loạn nhau, đầy khắp chung quanh vườn Lâm Tỳ Ni. Đó là thần biến thứ 8 lúc Bồ Tát sắp đản sanh. Lại nữa, thiện nam tử, khi bà Ma Gia Phu Nhân đi vào vườn đó, thì từ trong thân hiện ra các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi 10 bất khả thuyết trăm ngàn ước Na Do Tha cõi Phật. Các Bồ Tát đó thân hình dung mạo, tướng tốt quang minh, oai nghi đi đứng, thần thông quyến thuộc, đều đồng với Bồ Tát Tỳ Lô Giá Na không khác, đều đồng thời cùng nhau khen ngợi Như Lai. Đó là thần biến thứ 9 lúc Bồ Tát sắp đản sanh. Lại nữa, thiện nam tử, khi bà Ma Gia Phu Nhân đi vào vườn Lâm Tỳ Ni, thì từ trong thân hiện ra các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi 10 bất khả thuyết trong ngàn ước Na Do Tha cõi Phật. Các Bồ Tát đó thân hình dung mạo, tướng tốt quang minh, oai nghi đi đứng, thần thông quyến thuộc, đều đồng với Bồ Tát Tỳ Lô Giá Na không khác, đều đồng thời cùng nhau khen ngợi Như Lai. Đó là thần biến thứ 9 lúc Bồ Tát sắp đản sanh. Lại nữa, thiện nam tử, khi bà Ma Gia Phu Nhân sắp đản sanh Bồ Tát, thì hốt nhiên ở trước mặt từ bờ mé kim cang mọc lên hoa sen lớn, tên là Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm Tạng. Kim cang làm cọng, các báu làm tua, Như Ý Bảo Vương làm đài, cánh hoa sen nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, tất cả đều làm bằng mani. Lưới báu lọng báu che phía trên, tất cả thiên vương cầm giữ, tất cả long vương mưa xuống nước thơm, tất cả dạ xoa vương cung kính vây quanh giải các hoa trời, tất cả cản thất bà vương vang ra diệu âm ca ngợi công đức Bồ Tát thuở xưa cúng dường chư Phật. Tất cả Atula vương bỏ tầm kiều mạng cúi đầu kính lễ, tất cả Kalola vương thòng rủ phàn lụa báu đầy khắp hư không, tất cả khẩn Na La vương hoan hỉ chiêm ngưỡng ca ngầm khen ngợi công đức Bồ Tát. Tất cả Ma Hầu La Già Vương đều sinh hoan hỉ, ca ngâm khen ngợi khắp mưa xuống tất cả mây báu trang nghiêm. Đó là thần biến thứ 10 lúc Bồ Tát sắp đản sanh. Lại nữa, thiện nam tử, khi bà Ma Gia Phu Nhân sắp đản sanh Bồ Tát Phật Thích Ca Mâu Ni, thì hốt nhiên ở trước mặt bà Ma Gia Phu Nhân từ bờ mé kim cang mọc lên hoa sen lớn tên là Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm Tạng. Kim cang làm cọng, các báu làm tua, Như Ý Bảo Vương làm đài, cánh hoa sen nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, tất cả đều làm bằng mani. Lại có lưới báu lọng báu che phía trên, tất cả thiên vương cầm giữ, tất cả long vương mưa xuống nước thơm, tất cả dạ xoa vương cung kính vây quanh giải các hoa trời, tất cả cản thất bà vương vang ra diệu âm ca khen ngợi công đức Bồ Tát thuở xưa cúng dường chư Phật. Tất cả Atula vương bỏ tâm kiêu mạn cúi đầu kính lễ, tất cả Kalola vương thòng rủ phan lụa báu đầy khắp hư không, tất cả khẩn Na La vương hoan hỉ chiêm ngưỡng ca ngâm khen ngợi công đức Bồ Tát. Tất cả Ma Hầu La Già vương đều sinh hoan hỉ ca ngâm khen ngợi khắp mưa xuống tất cả mây báu trang nghiêm. Đó là thần biến thứ 10 lúc Bồ Tát sắp đản sanh. Thiện nam tử, khi vườn Lâm Tỳ Ni thị hiện 10 thứ tướng như vậy rồi, sau đó Bồ Tát đản sanh như vầng mặt trời ở trong hư không, như mây lạnh hiện ra trên đỉnh núi cao, như ánh chớp trong đám mây dày, như ngọn đuốc sáng trong đêm tối. Bấy giờ Bồ Tát từ hông mẹ sinh ra, thân tướng quang minh cũng lại như thế. Thiện nam tử, khi vườn Lâm Tỳ Ni thì hiện 10 thứ tướng như vậy rồi, sau đó Bồ Tát đản sanh giống như vầng mặt trời ở trong hư không, như mây lạnh hiện ra trên đỉnh núi cao, như ánh chớp trong đám mây dày, như ngọn đuốc sáng trong đêm tối. Lúc bấy giờ Bồ Tát từ hông phải mẹ sinh ra đời, thần tướng quang minh cũng lại như thế, quang minh giống như ở trước đã nói. Thiện nam tử, bấy giờ tuy Bồ Tát hiện sơ sinh nhưng đều đã thấu đạt tất cả các pháp, như huyễn, như mộng, như hình, như bóng, không đến, không đi, không sinh, không diệt. Thiện nam tử, lúc đó tuy Bồ Tát hiện sơ sinh nhưng đều đã thấu rõ thông đạt nghĩa lý thật tướng của tất cả các pháp, như huyễn, như mộng, như hình, như bóng, đều là hư vọng chẳng thật, cũng không đến, cũng không đi, cũng không sinh, cũng không diệt. Nếu chúng ta minh bạch cảnh giới này thì tất cả đều không chấp trước, nghĩ tưởng thông suốt, buông bỏ tất cả liền được giải thoát. Thiện nam tử, khi ta thấy Phật nơi vườn Lâm Tỳ Ni ở trong bốn thiên hạ cõi Diêm Phủ Đề thì hiện sơ sinh đủ thứ thần biến, thì ta cũng thấy Như Lai ở trong 3.000 đại thiên thế giới, trong ước bốn thiên hạ, trong cõi Diêm Phủ Đề, ở trong vườn Lâm Tỳ Ni cũng thị hiện sơ sinh đủ thứ thần biến. Ta cũng thấy trong mỗi hạt bụi trong 3.000 đại thiên thế giới vô lượng cõi Phật, ta cũng thấy trong mỗi hạt bụi trong Phật thế giới, ngàn Phật thế giới, cho đến 10 phương tất cả thế giới, vô lượng cõi Phật, trong tất cả cõi Phật như vậy, đều có Như Lai thị hiện thọ sinh, đủ thứ thần biến niệm niệm như vậy, không có gián đoạn. Thiện nam tử, khi ta thấy Phật nơi vườn Lâm Tỳ Ni ở trong bốn thiên hạ cõi Diêm Phủ Đà thị hiện sơ sinh đủ thứ thần biến, thì đồng thời ta cũng thấy Phật ở trong 3.000 đại thiên thế giới, trong ước bốn thiên hạ,
trong cõi Diêm Phù Đà ở trong vườn Lâm Tỳ Ni cũng thể hiện sơ sinh đủ thứ thần biến. Đồng thời ta cũng thấy trong mỗi hạt bụi trong 3.000 đại thiên thế giới vô lượng cõi Phật. Đồng thời ta cũng thấy trong mỗi hạt bụi trong Phật thế giới, ngàn Phật thế giới, cho đến 10 phương tất cả thế giới, vô lượng cõi Phật. Trong tất cả cõi Phật như vậy, đều có Phật thị hiện, thọ sinh đủ thứ thần biến, niệm niệm như vậy không có khi nào gián đoạn, thường có cảnh giới như vậy hiện ra. Bấy giờ thiện tài đồng tử, bạch vị thần đó rằng, Đại Thiên, Ngài đắc được môn giải thoát này đã được bao lâu? Lúc đó thiện tài đồng tử, bạch vị lâm thần Nam Tỳ Ni rằng, Đại Thiên, Ngài đắc được pháp môn giải thoát này đã được bao lâu? Xin Ngài từ bi nói cho con biết được chăng? Vị thần đáp rằng, thiện nam tử vào đời xa xưa trải qua số kiếp nhiều như số hạt bụi ức cõi Phật, lại qua khỏi số đó. Bây giờ có thế giới tên là Phổ Bảo, kiếp tên là Duyệt Lạc, có 80 Na Do Tha Đức Phật xuất hiện ra đời trong kiếp đó. Vị Phật thứ nhất hiệu là Phật Tự Tại Công Đức Tràng, đầy đủ 10 hiệu. Trong thế giới đó có 4 thiên hạ tên là Diệu Quang Trang Nghiêm. Trong cõi Diêm Phù Đề 4 thiên hạ đó có một vương đô tên là Tu Di Trang Nghiêm Tràng. Có ông vua tên là Bảo Diệm Nhãn, phu nhân của vua đó tên là Hỷ Quang. Thiện nam tử, như thế giới này, bà Ma Gia phu nhân là mẹ của Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Phu nhân Hỷ Quang trong thế giới đó là mẹ của vị Phật đầu tiên cũng là như thế. Vị lâm thần Nam Tỳ Ni đáp rằng, thiện nam tử vào đời xa xưa, trải qua số kiếp, nhiều như số hạt bụi ước cõi Phật, lại qua khỏi số kiếp đó, gấp đôi. Lúc bấy giờ có thế giới tên là Phổ Bảo, trong thế giới đó có kiếp tên là Duyệt Lạc. Trong kiếp đó có 80 Na Do Tha Đức Phật xuất hiện ra đời. Vị Phật thứ nhất hiệu là Phật Tự Tại Công Đức Tràng, đầy đủ 10 hiệu. 10 hiệu là Như Lai Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ Thế Gian Dài, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Trong thế giới Phổ Bảo đó có 4 thiên hạ tên là Diệu Quang Trang Nghiêm. Trong cõi Diêm Phù Đề 4 thiên hạ đó có một phương đô tên là Tu Di Trang Nghiêm Tràng. Có ông vua tên là Bảo Diệm Nhãn, phu nhân của vua đó tên là Hỷ Quang. Thiện nam tử, như thế giới này, bà Ma Gia phu nhân là mẹ của Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Phu nhân Hỷ Quang trong thế giới đó là mẹ của vị Phật đầu tiên cũng lại như thế. Thiện nam tử, khi phu nhân Hỷ Quang sắp đản sanh Bồ Tát, thì cùng với 20 ước Na Do Tha thể nữ đi đến vườn Kim Hoa. Trong vườn đó có lầu cát tên là Diệu Bảo Phong, bên cạnh lầu cát có cây tên là Nhất Thiết Thí. Phu nhân Hỷ Quang với cây đó mà sinh Bồ Tát. Chúng trừ thiền vương đều dùng nước thơm cùng nhau tắm gội cho Bồ Tát. Thiện nam tử, khi phu nhân Hỷ Quang sắp đản sanh Bồ Tát, thì cùng với 20 ước Na Do Tha thể nữ đi đến vườn Kim Hoa. Trong vườn đó có tòa lầu cát tên là Diệu Bảo Phong, bên cạnh lầu cát có cây tên là Nhất Thiết Thí. Phu nhân Hỷ Quang với cây đó mà sinh ra Bồ Tát, chúng chư thiên vương đều dùng nước thơm cùng nhau tắm gội cho Bồ Tát. Bấy giờ có nhũ mẫu tên là Tịnh Quang đứng hầu kế bên, chư thiên vương tắm gội Bồ Tát xong rồi, bồng Bồ Tát đưa cho nhũ mẫu. Nhũ mẫu ẵm bồng Bồ Tát, sinh tâm đại hoan hỷ, liền đắc được tam muội Bồ Tát Phổ Nhãn. Đắc được tam muội này rồi, thấy khắp mười phương vô lượng chư Phật, lại đắc được giải thoát Bồ Tát ở tại tất cả mọi nơi thị hiện thọ sanh tự tại, như thần thức lúc ban đầu thọ thai, mau chóng vô ngại. Nhờ đắc được giải thoát này, nên thấy được tất cả chư Phật, nương nguyện lực xưa, thọ sanh tự tại cũng là như thế. Lúc đó có bà nhũ mẫu tên là Tịnh Quang đứng hầu kế bên, trừ thiền vương tắm gội Bồ Tát xong rồi, bồng Bồ Tát đưa cho nhũ mẫu ấm bồng Bồ Tát sinh tâm đại hoan hỷ, nên đắc được tam muội Bồ Tát Phổ Nhãn. Đắc được tam muội này rồi, thấy khắp mười phương vô lượng chư Phật, nhũ mẫu đó lại đắc được giải thoát Bồ Tát ở tại tất cả mọi nơi thị hiện thọ sanh tự tại, giống như thần thức lúc ban đầu thọ thai mau chóng không chướng ngại. Nhờ đắc được giải thoát này nên thấy được tất cả chư Phật, nương nguyện được xưa thọ sanh nhậm vận tự tại cũng là như thế. Thiện nam tử, ý ngươi thế nào? Nhũ mẫu đó đâu phải là người nào khác, chính là thân ta vậy. Ta từ đó đến nay niệm niệm thường thấy Phật Tỳ Lô Giá Na thị hiện biển Bồ Tát thọ sanh, thần lực tự tại điều phục chúng sinh, như thấy Phật Tỳ Lô Giá Na nương nguyện được xưa, niệm niệm ở trong 3.000 đại thiên thế giới này cho đến trong hạt bụi 10 phương tất cả thế giới đều hiện thần biến Bồ Tát thọ sanh, thấy tất cả chư Phật cũng đều như vậy, ta đều cung kính hầu hạ cúng dường, lắng nghe chư Phật thuyết pháp theo đó mà tu hành. Thiện nam tử, ý ngươi thế nào? Nhũ mẫu đó đâu phải là người nào khác, chính là thân ta vậy. Ta từ đó đến nay trong niệm niệm
thường thấy Phật Tỷ Lô Giá Na thị hiện biển Bồ Tát Thọ Xanh, dùng thần lực tự tại để điều phục tất cả chúng sinh. Giống như thấy Phật Tỷ Lô Giá Na nương nguyện lực xưa trong niệm niệm ở trong 3.000 đại thiên thế giới này, cho đến trong hạt bụi mười phương tất cả thế giới đều thị hiện thần biến Bồ Tát Thọ Xanh, thấy tất cả chư Phật cũng đều là cảnh giới như vậy. Ta đều đến đạo tràng của chư Phật, gần gũi cung kính, hầu hạ, cúng dường Phật, lắng nghe chư Phật nói diệu pháp, theo đó mà tu hành. Bấy giờ vị lâm thần Nam Tỷ Ni muốn thuật lại nghĩa giải thoát này, bèn nương thần lực của Đức Phật quán khắp mười phương mà nói kệ rằng. Lúc đó vị lâm thần Nam Tỷ Ni muốn tường thuật lại nghĩa lý giải thoát này, bèn nương đại oai thần lực của mười phương chư Phật quán sát khắp hết thảy nhân duyên của chúng sinh trong mười phương tất cả thế giới mà nói kệ rằng. Phật tử, điều ngươi hỏi cảnh chư Phật thâm sâu, nay người nên nghe thọ ta nói nhân duyên đó. Phật tử, điều ngươi hỏi cảnh giới thâm sâu của tất cả chư Phật mười phương ba đời, nay người nên thành tâm lắng nghe lãnh thọ pháp này, ta vì ngươi mà nói nhân duyên muôn giải thoát thâm sâu này. Hơn ước kiếp bụi cõi có kiếp tên duyệt là 80 na do tha Như Lai hiện ra đời, trong quá khứ trải qua số kiếp nhiều hơn số hạt bụi ước kiếp, có kiếp tên là Duyệt Lạc, trong kiếp đó có 80 na do tha vị Phật xuất hiện ra đời để giáo hóa tất cả chúng sinh, điều phục tất cả chúng sinh. Vị Phật đầu tiên hiệu Tự Tại Công Đức Tràng, ta ở vườn Kim Hoa thấy Phật đó sơ sinh. Vị Phật đầu tiên thị hiện ra đời hiệu là Phật Tự Tại Công Đức Tràng. Khi ta ở tại vườn Kim Hoa thì thấy cảnh giới vị Phật Tự Tại Công Đức Tràng sơ sinh thật là không thể nghĩ bàn. Ta thì làm nhũ mẫu, trí huệ rất thông lợi, chư thiên bổng đưa ta Bồ Tát sắc thân vàng. Lúc đó ta làm nhũ mẫu, trí huệ của ta rất thông minh lành lợi, chư thiên bồng Bồ Tát đưa cho ta, ta thấy sắc thân vàng Bồ Tát như vàng ròng phóng ra quang minh chiếu khắp đại địa, ta liền vội ám bồng nhìn xem vô kiến đảnh, thân tướng đều viên mãn, mỗi mỗi không bờ mé. Lúc đó ta liền vội ám bồng Bồ Tát nhìn xem vô kiến đảnh, thân tướng của Bồ Tát rất viên mãn, đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, mỗi mỗi tướng đều có tướng tốt không bờ mé. Thần thành tịnh lìa cấu, tướng tốt dùng trang nghiêm, ví như tượng báu đẹp, thấy rồi tự vui mừng. Thần thành tịnh lìa khỏi trần cấu, tướng tốt dùng trang nghiêm thân, ví như tượng báu đẹp, ai ai thấy rồi tự vui mừng. Rất may mắn, thấy được Bồ Tát, suy ngẫm công đức đó, mau tăng biển phước đức, thấy việc thần thông đó, phát đại Bồ Đề tâm, suy ngẫm công đức của Bồ Tát thì sẽ mau chóng tăng thêm biển phước đức. Thấy việc thần thông biến hóa của Bồ Tát đó rồi, ta bèn phát đại Bồ Đề tâm, chuyên cầu Phật công đức, thêm rộng các đại nguyện, nghiêm tịnh tất cả cõi, diệt trừ ba đường ác. Chuyên tâm cầu công đức của Phật sẽ thêm rộng lớn các đại thệ nguyện, trang nghiêm thanh tịnh tất cả cõi Phật, diệt trừ ba đường ác trong luân hồi, khiến cho tất cả chúng sinh tạo 10 nghiệp lành, không còn tạo 10 nghiệp ác nữa, thì ba đường ác đó tự nhiên sẽ tiêu diệt. Khắp trong 10 phương cõi, cúng dường vô số Phật, tu hành thệ nguyện xưa, cứu thoát chúng sinh khổ. Khắp trong 10 phương tất cả cõi nước chư Phật, cúng dường vô lượng tất cả chư Phật, bất cứ có bao nhiêu vị Phật, thì ta đều đến cúng dường Phật, không khi nào nhảm mỏi. Đây là vì tu hành thệ nguyện xưa, cứu thoát tất cả chúng sinh khổ. Ta ở chỗ Phật đó, nghe pháp được giải thoát, số hạt bụi ước cõi, vô lượng kiếp tu hành. Vị lâm thần Nam Tỷ Ni nói, lúc đó, ta ở chỗ vị Phật đó, lắng nghe chánh pháp của Phật nói mà được giải thoát, trong số kiếp nhiều như số hạt bụi ước cõi Phật, tu hành pháp môn giải thoát này. Trong kiếp hết thảy Phật, ta đều từng cúng dường, hộ trì Phật chánh pháp, tịnh biển giải thoát này. Trong vô lượng kiếp đó, hết thảy tất cả, chư Phật xuất hiện ra đời, ta đều từng đến đạo tràng của Phật, gần gũi Phật, hầu hạ Phật, cúng dường Phật. Ta lại hộ trì chánh pháp của mỗi vị Phật nói, tu hành thanh tịnh pháp môn biển giải thoát này. Số hạt bụi ước cõi, đấng thập lực quá khứ, chỉ hết Phật pháp luân, thêm sáng giải thoát này. Có các đấng thập lực Phật trong quá khứ, nhiều như số hạt bụi ước cõi Phật, bánh xe pháp của các ngài truyền, ta thọ trì hết, dũng mãnh tinh tấn tu hành, làm tăng thêm sức giải thoát này, minh bạch thêm nghĩa lý giải thoát này. Ta trong khoảng một niệm, thấy trong bụi cõi này, mỗi mỗi có Như Lai thanh tịnh biển các cõi. Ta trong khoảng một niệm, thấy được ở trong hạt bụi vô lượng cõi Phật, trong mỗi hạt bụi đều có Phật đang ở trong đó thuyết pháp, thanh tịnh trang nghiêm biển cõi nước chư Phật. Trong cõi đều có Phật, trong vườn hiện đảng xanh, đều hiện không nghĩ bàn, sức thần thông rộng lớn.
Trong mỗi biển cõi đều có Phật ở trong vườn kim hoa thì hiện đản sanh xuất hiện ra đời. Mỗi vị Phật đều hiện sức thần thông không thể nghĩ bàn, cảnh biến hóa rộng lớn. Hoặc thấy không nghĩ bàn, ư cõi các Bồ Tát trụ ở trên cung trời, sắp chứng Phật Bồ Đề. Hoặc thấy các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi ư cõi Phật không thể nghĩ bàn, trụ ở nội viện cung trời đâu xuất, sắp chứng được Phật Bồ Đề giác đạo, hậu bổ Phật vị sắp thành Phật. Trong vô lượng biển cõi, chư Phật hiện thọ sanh, thuyết pháp chúng vây quanh, nơi đó ta đều thấy. Trong vô lượng biển cõi, tất cả chư Phật thị hiện cảnh giới tám tướng thành đạo. Một là từ cung trời đâu xuất hàng sinh, hai là nhập thai, ba là đản sinh, bốn là xuất gia, năm là tu đạo, sáu là thành Phật, bảy là chuyển bánh xe pháp, tám là vào Niết Bàn. Khi Phật thuyết pháp thì đại chúng vây quanh Đức Phật, cảnh giới này ta đều nhìn thấy. Một niệm thấy Bồ Tát nhiều như bụi ước cõi xuất ra đến đạo tràng, thì hiện cảnh giới Phật. Ta có thể trong khoảng một niệm thấy được các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi ước cõi Phật, thì hiện xuất ra tu đạo, cho đến hướng về Bồ Đề đạo tràng, thì hiện cảnh giới thành Phật. Ta thấy trong bụi cõi vô lượng Phật thành đạo, đều hiện các phương tiện độ thoát chúng sinh khổ. Ta thấy được Phật ở trong bụi cõi có vô lượng Phật thành đạo, các vị Phật đều thị hiện tất cả pháp môn phương tiện thiện xảo độ thoát những chúng sinh thọ khổ, khiến cho họ phát tâm Bồ Đề tu vô thượng đạo mới có thể liệu khổ được vui, đạt đến bậc Niết Bàn bên kia. Trong mỗi mỗi hạt bụi chư Phật chuyển pháp luân đều dùng vô tận âm khắp mưa pháp cam lồ. Trong mỗi hạt bụi đều có chư Phật đang chuyển pháp luân ở trong đó. Phật thuyết pháp đều dùng diệu âm vô cùng tận để giáo hóa chúng sinh, khắp vì tất cả chúng sinh nói hết pháp môn cam lổ, khiến cho chúng sinh giác ngộ, chuyên tâm tu đạo. Số hạt bụi ước cõi, trong mỗi mỗi cõi bụi, đều thấy các Như Lai thị hiện vào Niết Bàn. Có số hạt bụi ước cõi Phật, trong mỗi hạt bụi đều thấy tất cả chư Phật đang ở trong đó thị hiện thành Phật, thị hiện chuyển bánh xe pháp, thị hiện vào Niết Bàn đủ thứ cảnh giới. Vô lượng cõi như vậy, Như Lai hiện đảng sanh, mà ta đều phân thân hiện ra trước cúng dường. Vô lượng cõi như vậy, Phật đều ở trong đó thì hiện đản sanh, ta cũng đều phân thân vô lượng hiện ra ở trước Phật, cúng dường Phật, lắng nghe Phật nói diệu pháp. Biển cõi không nghĩ bàn, vô lượng loài khác biệt, ta đều hiện ra trước, mưa xuống đại pháp vũ. Biển cõi không nghĩ bàn có vô lượng loài khác biệt, đủ thứ chúng sinh khác nhau, ta đều hiện ra ở trước họ, vì họ mưa xuống đại pháp vũ để thấm nhận tâm Bồ Đề của họ. Phật tử, ta biết đây môn giải thoát khó nghĩ, trong vô lượng ước kiếp khen ngợi không hết được. Phật tử, ta biết môn giải thoát này khó nghĩ bàn, trong vô lượng ước kiếp khen ngợi pháp môn giải thoát này cũng không thể nào nói hết được. Thiện nam tử, ta chỉ biết giải thoát Bồ Tát trong vô lượng kiếp khắp tất cả chúng sinh thị hiện thọ sanh tự tại này, như các đại Bồ Tát có thể dùng một niệm làm các kiếp tạng quán tất cả pháp, dùng phương tiện khéo léo mà hiện thọ sanh, khắp cúng dường tất cả chư Phật, rốt ráo thông đạt tất cả Phật pháp, nơi tất cả loài đều hiện thọ sanh. Ở trước tất cả chư Phật ngồi tòa sen, biết các chúng sinh đúng thời có thể độ, vì họ hiện thọ sanh, phương tiện điều phục, nơi tất cả cõi hiện các thần biến giống như hình bóng, đều hiện ở trước họ, ta làm sao biết được, nói được những hạnh công đức đó. Thiện nam tử, ta chỉ biết pháp môn giải thoát Bồ Tát trong vô lượng kiếp, khắp tất cả chúng sinh thị hiện thọ sanh tự tại này, như các đại Bồ Tát có thể dùng một niệm kéo dài làm vô lượng kiếp chẳng khởi một niệm, lại quán sát pháp nhân duyên tất cả chúng sinh, dùng phương tiện khéo léo mà hiện thọ sanh, khắp cúng dường tất cả chư Phật trong mười phương thế giới, rốt ráo thông đạt tất cả Phật pháp, thấu rõ không chướng ngại, chiếu rõ lý thể thật tướng của tất cả các pháp, trong tất cả loài chúng sinh đều thể hiện cảnh giới thọ sanh, ở trên tất cả chư Phật ngồi tòa sen báu, biết cơ duyên của các chúng sinh khi nào đúng thời có thể độ họ, vì họ thị hiện thọ sanh, phương tiện điều phục tất cả chúng sinh, tóm lại quán cơ thí giáo vì người nói pháp. Chúng sinh đáng được độ thì đi đến độ họ, chúng sinh đáng được nghe pháp thì vì họ nói diệu pháp. Trong tất cả biển cõi, các hiện đủ thứ thần biến giống như hình bóng đều thị hiện ở trước chúng sinh. Đây là cảnh giới du hí tam muội, ta làm sao biết được và nói được những hạnh công đức đó. Thiện nam tử, thành Ca Tỳ La này có cô gái dòng họ Thích tên là Cù Ba. Người đi đến đó hỏi: Bồ Tát làm thế nào ở trong sinh tử giáo hóa chúng sinh? Thiện nam tử, trong thành Ca Tỳ La này có cô gái dòng họ Thích tên là Cù Ba.
Người hãy đi đến đó hỏi cô ta rằng Bồ Tát làm thế nào ở trong sinh tử có thể giáo hóa tất cả chúng sinh. Bây giờ Thiện Tài đồng tử đành lễ vị lâm thần, đi nhiễu quanh vô lượng vòng, ân cần chiêm ngưỡng rồi tử tạ mà đi. Lúc bấy giờ Thiện Tài đồng tử đành lễ vị lâm thần, đi nhiễu quanh bên phải vô lượng vòng, ân cần chiêm ngưỡng rồi tử tạ mà đi đến thành Ca Tỳ La, tìm kiếm cô gái dòng họ Thích tên là Cù Ba, thỉnh giáo pháp môn mà ngài muốn biết.